Chào các bạn đã tới với video này. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau học về thuật toán đo độ lệch, tức là xem robot lệch trái hay lệch phải. Đấy. Và mình sẽ sử dụng một hàm trả về giá trị hàm đấy, sẽ có những cái giá trị thuộc về lệch trái và những cái giá trị khác thuộc về lệch phải. Ok, nói như vậy có vẻ hơi khó hiểu thì mình sẽ đi vào phần code. Đấy. Code này thì các bạn có thể lấy ở phần tổng hợp code mẫu, mình có để bài này ở phần 10. Phần 10 thì sẽ có một cái là nó trùng với tiêu đề ấy. Tiêu đề của cái code mẫu này sẽ trùng với tiêu đề của cái bài các bạn đang học ấy. Rồi, đại khái thế. Đây, ở thuật toán đo độ lệch này thì mình có một chút kiến thức mới hơn một tí về lập trình, đó là có cái dấu xược sao này. Dấu xược sao và kết thúc bằng sao xược ở đây có nghĩa là những cái gì được viết ở trong đó là chú thích thì máy không đọc qua, tức là các bạn thích viết cái gì thì viết. Đấy, như ở đây mình viết là thuật toán đo độ lệch line, viết luôn bằng tiếng Việt. Coded by an robot. Đại khái là máy nó chả quan tâm đâu, thế là các bạn thích viết nhanh viết cuội. Thường là không phải nhắn cụ ấy, mà là thường thì các tác giả mà code mà chuyên nghiệp một chút á thì họ sẽ viết là ngày tháng code này dùng để làm gì, code này do ai viết này. Đấy, những thông tin cơ bản quan trọng như vậy để vào phần chú thích ở phần đầu để sau này thì mình tra ra nó dễ. Ok, tiếp theo đó thì mình dùng một cái lệnh hơi mới một chút là thăng define sensor 1 bằng 10. Tức là bây giờ mình sẽ định nghĩa các cái sensor, tức là sau này mình sẽ chỉ gọi là tên sensor thôi. Tức là nếu mà mình có đổi chân ấy, thì mình sẽ chỉ đổi chân, đổi cái code một lần ở chữ define này, chứ không mình không phải lật cả cái code đấy lên để đổi. Rồi, thì mình định nghĩa là từ bây giờ mình sẽ gọi tất cả những cái gì mà mình viết sensor 1 ở đây có nghĩa là 10. Đấy, sensor 2 là 11, sensor 3 là 12 và sensor 4 là 13. Rồi, ở trong void setup thì mình có lệnh serial begin 9000. Đấy, lại một cách chú thích mới nhá. Ở đây là mình dùng hai dấu xược, ở trước là xược sao và sao xược, thì bây giờ mình sử dụng hai dấu xược. Hai dấu xược có nghĩa là từ đó đến cuối dòng thì là chú thích, tức là viết cái gì cũng được, máy nó không để ý đâu và nó sẽ không báo lỗi sai. Rồi, tiếp theo đó là mình pin mode được các sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 là input. Máy nó sẽ hiểu đó là 10, 11, 12 và 13 thôi. Tiếp theo đó này, ở đây thì mình có ES sensor là được in là serial print thì mình không nói. Còn mình sẽ nói về hàm deviation dark line for sensor cho nó trả về giá trị như thế nào. Thì ở đây là mình khai báo một hàm kiểu in là deviation dark line for sensor như thế này. Với 4 tham số là pin 5, 1, 2, 3, 4 cũng là kiểu in hết. Thật ra là kiểu byte nó phải tiết kiệm dữ liệu hơn. Byte thì cũng là số nguyên nhưng mà là từ 1 đến 200, từ 0 đến 255 thôi. Còn in thì nó sẽ rộng hơn. Rồi, tiếp theo thì mình khai báo một biến kiểu int là tên là left, tức là biến left sẽ bằng 0 và biến right sẽ bằng 0, đầu tiên thì cả nó bằng 0. Sau đó thì mình left bằng ES sensor pin number 1 cộng ES sensor pin number 2. Đại khái là nó có ý nghĩa là như thế này. Nếu mà cảm biến để vào hai cảm biến bên trái nhận được giá trị là 1 thì biến left nó sẽ nhận được giá trị là 1 cộng 1 bằng 2. Lập trình thì chúng ta cũng phải học 1 cộng 1 bằng 2. Ok. Tiếp theo đó thì right thì tương tự như vậy, nếu mà right mà ở trong cái vạch này thì hai cái ES sensor của number của cái chân số 5 chân đi theo số 3 và số 4 á là pin 53 và pin 54 nó sẽ cũng sẽ nhận được là ở đây là 2 số 1 lại 1 cộng 1 bằng 2. Giả sử nếu mà chỉ như thế này thì nó thì cái biến right nó sẽ thành 1. Đấy, và giả sử chỉ như thế này thì biến left sẽ là 1. Đấy, chỉ có một cảm biến ở trong vạch. Đấy thì left là 1. Chỉ có một cảm biến ở trong vạch này, bên phải thì là right thành 1. Rồi, sau đó thì ở đây thì mình mỗi lần mình làm này thì mình cũng sẽ in biến left và biến right để cho chúng ta cũng thấy dễ nhìn, dễ hiểu hơn. Tức là mình sẽ ghi left bằng bao nhiêu, right bằng bao nhiêu. Rồi, sau đó thì mình dùng một lệnh là if left khác không hoặc right khác không thì trả lại là left thì right. Có vẻ hơi khó hiểu. Nếu left khác không và right khác không, đấy, chấm than bằng nghĩa là khác nha, hoặc right khác không thì một trong trường hợp này đúng, tức là mình đề phòng cái trường hợp là cả left và right bằng không là đang ở trong vạch trắng. Ở trong vạch trắng, tức là tất cả ở trong vạch trắng thì mình sẽ không phải đo độ lệch làm gì cả. Đấy, mà phải chỉ khi nó vào vạch đen thì mình mới đo độ lệch, chứ ở ngoài vạch trắng thì đo làm cái gì đâu. Đấy, thì mình trả lại giá trị là left to right là cái gì. Rồi, giả sử như thế này, nếu mà cảm biến ở đây có một cảm biến bên trái vào vạch trắng thì left sẽ bằng 1
và right sẽ bằng 0, vậy left to right sẽ bằng 1. Left to right sẽ bằng 1 thì đồng nghĩa với việc là ở đây mình có ghi chú thích, lại có chú thích nhé, là lệch sang phải. Có phải rõ ràng là khi mà left bằng 1 mà đây right bằng 0, đây các bạn nhìn thấy nhá, thì cái tổng cái giá trị trả về sẽ là left to right, tức là cái hàm đó nó sẽ, cái hàm dark line deviation for sensor, deviation dark line for sensor, cái hàm trả về giá trị độ lệch thì nó sẽ mang giá trị là 1. Vậy giá trị là 1 tức là nó lệch sang bên phải, 1 nhé, lệch sang bên phải, ok chưa? Đấy, như thế này là đang bị lệch sang bên phải. Để sau này khi mà mình biết nó lệch sang bên phải thì mình cho một động cơ tiến để nó quay lại về phải. Đấy, và tương tự như vậy, nếu mà bên trái có bên trái left bằng 2 mà right thì vẫn bằng 0 thì vẫn đang lệch phải đúng không? Nhưng mà nếu left to right mà là âm, tức là right lớn hơn left, tức là có những cảm biến right ở trong mạch đen và những cảm biến left, tức là những cảm biến bên phải trong mạch đen, thì những cảm biến bên trái lại ở ngoài nền. Đấy, nền ở đây thì nó sẽ trả lại cái giá trị là một cái giá trị là âm, bởi vì bên phải lớn hơn bên trái mà. Đấy, thì nó sẽ trả về giá trị là âm. Đại khái là mình ở đây mình có ghi chú thích rồi, thế nên là nếu mà các bạn mà có thể không hiểu có thể đọc chú thích để biết là các giá trị được trả về là gì. Đây cũng là một nguyên tắc trong làm việc nhóm, tức là nếu mà các bạn viết một cái code trả về một giá trị sẵn cho một người khác mà nó thần toán học quá, nó hơi trừu tượng quá, các bạn có thể viết ra theo chú thích như thế này. Thì như vậy cái người sau này mà sử dụng kế thừa cái code của các bạn học ấy, thì thậm chí là không cần phải quan tâm đến nội dung cái hàm này viết gì, mà chỉ cần biết là nó trả về cái gì để làm việc gì. Đấy, đây đại khái là âm là lệch trái thì có âm 1 và âm 2, dương là lệch phải thì có là dương 1 và dương 2. Ở đây thì mình dùng một lệnh else nữa là return 3, tức là nếu mà không nằm trong các trường hợp đó là trả về 3. Thì ok là nếu mà cân vạch, nếu mà cân trong vạch như thế này thì nó trả về 0 là đúng rồi. Nhưng mà còn một trường hợp còn lại là nó chẳng may văng ra khỏi vạch vì một vài lý do. Nếu robot của các bạn chậm thì khả năng này rất khó xảy ra, nhưng mà nếu robot của các bạn nhanh thì cảm biến không kịp bắt để mà đi theo. Các bạn sẽ phải thay đổi rất nhiều cái code nếu mà muốn sử dụng của các robot đi với tốc độ cao, sẽ phải có rất nhiều cái điều chỉnh khác. Ok, nếu mà văng khỏi vạch nha, mình quay lại việc là nếu mà văng khỏi vạch thì sao. Nếu mà văng khỏi vạch thì ở đây là mình sẽ trả lại giá trị 3, tức là cái hàm dark line deviation dark line for sensor nó sẽ mang thêm giá trị 3 nếu con robot bị văng khỏi vạch. Rồi, làm vào. Giải thích hơi nhiều có thể vật lý thuyết sẽ khiến các bạn căng thẳng nếu mà các bạn không phải là dân thần toán học hoặc là lập trình. Tuy nhiên không sao, một là mình sẽ dần dần tiến bộ lên để hiểu những cái đó, hai là mình sẽ thực hành để hiểu nó sâu hơn. Nó rất đơn giản thôi. Đây, hiện tại trên màn hình robot đang ở ngoài thì các bạn có thể nhìn thấy bốn cảm biến mình có trả về giá trị. Đấy, ở phần code nhá, ở phần code thì đầu tiên là mình in ra giá trị của các cái hàm EF sensor dành cho từng cảm biến một trước. Đây, bốn cảm biến trả về giá trị là 0000. Ok, đang ở ngoài. Left là 0, chính xác. Hai cảm biến left là ở ngoài, hai cảm biến right ở ngoài, vậy right cũng bằng 0. Và nó cái số cuối cùng ở đây này, nó là đây mình hiện lên ở đấy. Đấy. Là cái số này là số 3, tức là cái đấy mình in ra luôn cái giá trị của cái hàm, cả cái hàm deviation dark line for sensor, tức là hàm trả về độ lệch. Đại khái là nó sẽ trả về những giá trị khác nhau nhé. Bây giờ mình sẽ đưa thử con robot vào vạch. Đấy, đưa thử vào vạch thì bây giờ có một cái cảm biến bên phải nó đã dính số 1 và nó đã nhận đây là vạch đen. Nhận đây là vạch đen thì left bằng 0, đây left bằng 0 và right thì trở thành 1, bởi vì right bằng 0 cộng 1 thì bằng 1. Và sau đó thì cái hàm đấy nó sẽ được nhận giá trị là -1. -1 nha, -1. Đấy thì -1 thì ở đây mình tự biết là nó lệch trái. Đấy, bởi vì đây nó văng sang trái như này mà. Đấy, tiếp theo cho cái cảm biến này vào. Cảm biến nó vẫn là bên trái thì cái giá trị nó vẫn là -1. Đấy, bây giờ nếu mà cân. Như thế này được hiểu là cân này. Là tức là có số cảm biến bên trái và số cảm biến bên phải là trả về giá trị như nhau. Tức là ví dụ như là có bao nhiêu cảm biến bên trái nhận vạch đen thì có ngần đấy cảm biến bên phải nhận vạch đen. Đấy, trả về như nhau thì sẽ nhận là giá trị này là cân. Đấy, còn nếu không thì sẽ như thế này. Là đây lại lệch, thế này là lệch phải này. Thế này là lệch phải này. Là giá trị đang dương. Giá trị của cái hàm dark line deviation đang dương. Ok. Đó là cái thuật toán cơ bản để mình xem là cái con robot nó bị lệch như thế nào. Và nó cũng là cách mà các bạn nên sử dụng khi mà sử dụng các cảm biến khác hoặc là phối hợp nhiều cảm biến thì sẽ có những cái trạng thái môi trường khác nhau.
Trong lúc đó thì việc mà mình viết một đống lệnh if thật là kinh khủng, thay vì đó thì mình sẽ viết một cái hàm. Hàm nó sẽ trả về một giá trị. Trả về giá trị này xong thì mình cứ xử lý trên cái giá trị của cái hàm đó thôi. Chứ mình không phải viết một đống lệnh if trong suýt cây làm code trở nên điên đảo. Đấy, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.